Yeah, coi coi này cũng được rồi. Coi thử đúng không? Coi thử bên đó coi cái thân hình như thế nào, có đủ sức chịu đựng bên đây mà cằn nhằn. Đồ dễ thương quá mà anh Linh. Nhẹ nhàng, người ta nói nhẹ nhàng lắm. Giò dài đứng con khoe giò với em kìa. Kép kép lại chỗ khoe cái giò dài ra kìa. Hèn chi mà thích bạn nữ cao. Cũng được nha. Trẻ mà để râu quai nón nữa giống anh Linh ghê. Trời ơi. Được, 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 được. Em chọn, em chọn. Chị chọn rồi đó, một biết em sao thôi đó. Chị là thấy được rồi đó. Men lắm nha. Rồi, rồi chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn hai nhau. Cơ hội 2 phút thôi nha cưng. Rồi, và mời em ngồi. Em tên là gì? Chị mời Thanh Quý. Thanh Quý. Dạ. Thanh Quý. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 22. 22 tuổi, hiện giờ Quý đang làm gì? Em đang là sinh viên năm cuối rồi chị, dạ, trường đại học công nghiệp đó chị. Đại học công nghiệp? Dạ. Bên đây là giờ đang còn sinh viên năm cuối trường đại học công nghiệp anh Linh ơi, rồi. 22 tuổi. 22 tuổi ha. Rất là dễ thương. Còn là sinh viên. Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai của cặp đôi thứ hai, xin mời chàng trai. Chào bạn. Hot boy. Mời ông ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Đoàn Hữu Chiến. Phạm Đoàn Hữu Chiến. Dạ. Quê ở đâu? Dạ, em quê Bến Tre. Bến Tre? Xứ Dừa. Xứ Dừa, Bến Tre đúng không? Dạ. Lên Sài Gòn làm gì trên đây? Dạ, bây giờ là em đang là lập trình viên. Lập trình viên? Là chuyên về phần mềm thiết kế web. Trời ơi, vậy là giỏi quá rồi. Sao bạn sao căng thẳng quá vậy? Dạ, không? Lần đầu tiên lên thì căng thẳng. Mới lần đầu tiên yêu mà. Dạ. Hả? Bạn đã từng có người yêu chưa? Dạ, có rồi. Có rồi. Mấy người? Dạ, cũng hai người. Hai người rồi. Em nè, vậy bên đó người ta nói người ta có hai mối tình rồi đó. Còn em thì sao? Đó giờ em đã có mối tình nào chưa? Dạ, chưa chị. Chưa? Dạ. Chưa một mối tình nào bắt vai cả? Dạ. Rồi, vậy thì lý do tại sao em lại chọn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, thứ này tại nhà em á, ai cũng đi theo chủ nghĩa độc thân hết á. Trời đất. Vậy giống như là em có hai vị cũng chưa chồng, một cậu cũng chưa vợ. Hai gì chưa chồng, một cậu chưa vợ, gì bao nhiêu tuổi? Dạ, một gì khoảng năm mấy, một gì bốn mấy. Trời ơi, cậu mười năm mấy bốn mấy mà chưa ai có gia đình hết. Mời đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ em cũng định vậy là bây giờ em là tiên phong để giải phóng cái chế độ là độc thân của gia đình em đúng không? Đúng. Vậy là hôm nay đến ngay là rất là nhiều cái kỳ vọng, đặt rất nhiều kỳ vọng cho chương trình của mình đúng không? Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em là sao nè, để chị coi có được không? Cũng ốm ốm thôi đừng có mập. Ốm ốm thôi đừng có mập. Này lớn nhất. Mời cái gì đó em? Em thì không có yêu cầu ngoại hình đó chị. Tại chủ yếu là em muốn về tính cách cơ. Có chịu đựng em nổi không? Ủa em sao mà phải chịu đựng em? Em hay nhằn đó. Em hay nhằn lắm hả? Nhằn là sao? Có nghĩa là cái gì cũng không vừa ý em hết trơn hả? Không, thật rất là mỗi lần mà em có lỗi á thì chẳng bao giờ em nhận lỗi hết á. Có lỗi mà không nhận lỗi. Trời, nó nói cái gì mà ngang luôn. Đàn ông á là sao cũng được, thà đánh chết nó cũng được nữa, nhưng mà nó không thích nói nhiều. Để em nhằn hoài là đâu có được. Sao kỳ vậy? Ác hơn ai nữa. Đánh chết nó luôn mình hả? Nói là càng nhằn vậy thôi, nhưng mà khi nào người ta có lỗi sai mình mới càng nhằn chứ. Nhưng mà em có lỗi em cũng không có nhận nên là không được, mình có lỗi mình phải xin lỗi chứ. Nói vậy chứ thì có lỗi em im thôi, nhưng mà có cô dỗi dành nữa. Có lỗi là em im, bắt ta dỗi dành nữa mới chịu à. Cũng chướng lắm. Anh thấy chị khó, chị căng thẳng quá. Cái này chắc di truyền gen gia đình nè, bởi vậy cả nhà ế đều luôn nè. Bây giờ bên kia anh thấy hơi căng á. Dạ. Bây giờ anh hỏi em là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao, mập hay là thấp hay như thế nào? Dạ, không mập. Không mập? Dạ, nếu mà cao thì rất là good. Cao rất là tốt, khoái cao đúng không? Dạ. Tại vì cao thì sẽ... Nói chung là em với người đó sẽ... Hợp với nhau, dạ. Ý là em thấy em cao chứ gì? Để chờ xem. Giờ để, sao? Để coi coi sao, bên kia cao không? Bên đây cao nhưng mà chưa có đem theo đôi giày. Anh làm gì anh nhìn vô cặp mắt ta dữ vậy? Hả? Giống diễn viên điện ảnh đó nha. Quen quen à. Rất là xinh nha, có đồng tiền luôn. Đồng tiền hơi dài chứ không có tròn. Tiền là lạ luôn, ấn tượng lắm á. Anh thấy dễ thương đấy em. Dạ. Ừ, nói chung là so với những yêu cầu của em nãy thì cũng đáp ứng được khoảng 80%. Dạ. Ừ. Coi coi cũng được rồi. Coi thử bên đó coi cái thân hình như thế nào,
có đủ sức chịu đựng bên đây mà cằn nhằn. Trời dễ thương quá mà anh Linh. Nhẹ nhàng, người ta nói nhẹ nhàng lắm. Giò dài đứng con khoe giò với em kìa. Khép khép lại chỗ khoe cái giò dài ra kìa. Hèn chi mà thích bạn nữ cao. Cũng được nha. Trẻ mà để râu quai nón nữa giống anh Linh ghê. Trời ơi. Được. Em chọn. Chị chọn rồi đó, mà không biết em sao thôi đó. Chứ chị là thấy được rồi đó. Men lắm nha. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Cơ hội 2 phút thôi nha cưng. Rồi, và cảm nhận xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Tôi xin nhắc lại, cho dù các bạn có hẹn hò hay không hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn và có cơ hội nhận những phần thưởng từ Toshiba. Nào, màn kéo lên. Và 2 phút của chúng ta bắt đầu. Cơ hội không nhiều đâu. Dạ, yeah, nhìn em như vậy cơ hội với lại nhìn bạn rất là dễ thương, rất là đáng tin. Dạ. Theo mình á, ở quan điểm của mình là trong tình yêu thì tin tưởng là điều quan trọng nhất. Thì mình cũng cần một người bạn của mình có thể tin tưởng mình. Đó là quan điểm của mình. Còn bạn thì sao? Em thì lâu lâu em nhõng nhẽo vậy thôi. Chứ em không có cằn nhằn nhiều đâu. Bây giờ nói lâu lâu nhõng nhẽo với em. Con gái nhõng nhẽo là đặc quyền của con gái nào giờ rồi. Nếu mà anh sai thì anh sẵn sàng anh nhận lỗi. Còn nếu em sai thì anh sẽ tìm cách nào đó để nói cho em hiểu. Nếu mà em vẫn hiểu rồi nhưng mà vẫn cố cằn nhằn thì anh sẽ chịu khó thằng này. Tiếp đi em. Còn 30 giây nữa em. Tiếp đi Cương, nhanh lên. Để giống gia đình mình không có được đâu, nhanh lên. Nói được tiếp khoái quá, cười hoài. Trời ơi, mình chưa có mối tình nào đó, phải nhanh nhanh đi cưng. Anh nhìn em có giống con trời không? Giống gì? Giống con trời. Không, nhìn em là nữ tính mà. Vậy hả? Nhưng mà như mấy đứa bạn em, đứa nào cũng nói em giống con trời hết đó. Giống con tay cũng tốt mà, cái tính mạnh. Trời ơi, cái gì vậy? Tại vì mọi người là hết giờ. Hết giờ. Thôi cái gì cũng chịu hết trơn, cái gì cũng được hết trơn á, là sao vậy? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Rồi bắt đầu. 3 2 1 Gặp nhau là biết nhấn rồi. Trời ơi. Bên kia lúc đầu nó cằn nhằn, cuối cùng khỏi cằn nhằn luôn. Bên đây chịu đựng cái gì không chịu hết trơn á. Tại sao em lại đồng ý chọn bạn trai? Bạn ấy chịu đựng em được. Nếu mà bạn ấy chấp nhận chịu đựng em. Ừ, chấp nhận chịu đựng hoài hay sao trời. Trong ngôn cô này hơi lạ nha. Tôi thấy rằng trong cái nụ cười của các bạn rất là hạnh phúc, hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Và hai bạn hãy nắm tay để cảm nhận những cái giây phút ban đầu hẹn hò ở sân chơi này. Nhưng mà hai bạn hôm nay bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ trong cặp đôi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn. Giống siêu siêu mẫu quá. Em ơi, em tên là gì vậy? Dạ, em tên là Thanh Hoài. Thanh Hoài, Hoài năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Dạ. Anh Linh ơi, bên này á, Thanh Hoài 23 tuổi của em á nha. Em nói anh nghe nha, tướng là y như là siêu mẫu luôn. Anh rồi. Nhìn là anh choáng liền, anh muốn nhìn em anh phải ngước lên, là ngước lên cao rồi, rồi siêu mẫu bây giờ mỏng lắm đúng không? Luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ gặp chàng trai chúng ta cái đã. Xin mời chàng trai xuất hiện. Hello, how are you? Thank you, sit down please. Gì vậy Linh? Nói chơi cho vui thôi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hồ Đức Lập. Hiện nay em 24 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Lập? Dạ. Đức Lập có cằm trẻ nha. Cái này là trẻ thiệt hay là mình tự trẻ vậy? Cái này là trẻ từ trong bụng mẹ trẻ ra. Còn trẻ chỗ nào nữa không? Dạ, chỉ có cằm thôi chị. Ờ vậy hả?
trẻ tùm lum là chết luôn à. 24 tuổi. Dạ. Hình như bạn cũng hơi già trước tuổi à. Dạ đúng rồi. Tại vì em sống tự lập từ nhỏ. Tự lập? Dạ. Sống một mình hả? Còn nhỏ 10 tuổi là em sống một mình ở dưới quê, là sống tự lập, ở nhà là tự lo mọi việc hết. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở ngoài miền Trung, ở Quảng Bình á. Quảng Bình? Dạ. Quảng Bình quê ta ơi ha. Dạ. À, bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vô đây khoảng được 14 năm rồi. Từ xưa giờ sống một mình? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ thì em đang là nhân viên hành chánh của công ty khai trí ở bên quận 7 ạ. Tức là bạn làm văn phòng? Dạ đúng rồi. Rồi Hoài ơi, hiện giờ công việc của Hoài là gì nè? À, hiện tại em là chuyên viên xuất nhập khẩu, bên giấy tờ và hồ sơ mọi về thủ tục về nhập khẩu. À, có nghĩa là mình cũng làm văn phòng luôn, bên giấy tờ luôn vậy. Dạ. Có một sự tương đồng giống nhau rồi Linh nha. À, hai người làm văn phòng hết. À, nhưng mà Hoài nè, rồi ở trong chỗ làm của em nó xuất nhập khẩu thì chị nghĩ cũng có nhiều nhân viên nè, rồi tiếp xúc cũng nhiều người nè, mà em vẫn chưa tìm được một người nào cho riêng mình sao? Những phòng của em thì toàn các anh không à? Ờ thì các anh là nhiều cơ hội chứ. Các anh là ngon rồi. Các anh là ngon rồi. Nhưng mà các anh toàn có vợ chứ có người yêu hết rồi chị. Thế rồi vậy ở nhà có hối thúc em trong cái chuyện lập gia đình lắm không, hay là cứ nghĩ là đi làm cái đã? Dạ không, ba mẹ em cũng dục miết chị. Dục miết luôn hả? Bên kia dục hả? Bên kia dục lấy chồng rồi đấy. Dục miết luôn. Bên đây sao đây? Những dự định sắp tới của bạn là gì? Hiện tại thì em đang làm công việc của công ty, nhưng mà em dự định sau này là em sẽ mở một quán ăn. Tôi tự em làm chủ rồi sẽ học làm đầu bếp luôn. Hiện tại em có thể nấu ăn được, cho nên là dự định tương lai của em. Nấu ăn được? Dạ, đi chợ, được. Từ giờ nấu ăn được. Tự đi chợ luôn? Dạ. Hay quá, vậy ta chắc là nấu ăn ngon lắm nè. Nghe anh bên kia nói thì em hơi khoái rồi đấy. Hơi khoái rồi hả? Mỗi người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung thì ai chẳng thích trai đẹp. rất là thật tình. Chị rất là thích em. Mình thích sao mình cứ nói thẳng thắn như vậy. Em gái ơi, em Thanh Hoài ơi. Dạ. Cho em Linh hỏi nè, em nói rằng gái ai mà chẳng thích trai đẹp đúng không? Dạ. Nhưng nếu trai gặp trai đẹp mà hơi điệu đẻo chút đồng ý không? Mình đều lại anh. Ôi trời. Công nhận bạn bên kia hay rồi nha, cá tính à. Bây giờ cái chính là bên đó có đẹp trai hay không, mà muốn biết vậy thì bên đây sẽ qua coi. Bên đây ngon, chắc chắn ngon. Ngon, tôi mà tôi nghe cái gì mà trẻ trẻ là tôi nghi ngờ lắm á. Bây giờ em cứ ngồi yên đây bình tĩnh. Dạ. Để chị qua đi. Xem chị coi là có đạt cái chuẩn của chị em mình không, chứ chị là cũng thích đẹp trai lắm. Dạ. Sao chị? Trời ơi, trẻ dữ vậy. Cái này giống như là mình sáng nay có lấy chút lộ nghẹ rồi trẻ vô đây vậy đó, cho nó ngồi làm như muốn khoe cái cầm trẻ cái rờ rờ vô hoài. Không có râu mà tự nhiên có râu. Nhưng mà nó nghe nè, chị nghĩ là em nên xóa cái mục ruồi ngay đây đi. Tại vì đàn ông á, mục ruồi ở gần gần khu vực mắt á, người ta nói là mục ruồi trích lệ, là hay khóc lắm. À bây giờ không lẽ giờ mình rủ người ta đi chơi 10 lần tao không đi rồi mình khóc? Không. Kỳ lắm á nha. Vậy là chị thấy không được rồi đó. À. Các tường qua thấy cũng chấm rồi đó. Tôi coi tướng đàng hoàng chứ bộ. Trời. Nhưng mà giờ anh hỏi em nè, nãy bạn kia nói mẫu người yêu rồi, bây giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của em là người như thế nào? Nói chung là bạn ấy hiền, biết qua yêu thương, quan tâm, chia sẻ, như đó là đủ. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng bạn đã có rất nhiều người yêu, chắc chắn là phòng bạn sẽ có nhiều đối tượng như vậy. Dạ không, em không có, cho nên là em mới tới đây, chứ nếu mà có rồi thì em đâu tới đây để tìm hiểu. Chính xác. Đừng có nói tới đây kiếm thêm nha. Không có. Em một, chỉ một là một thôi, chứ không có hai là hai đâu. Chỉ một là một đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chưa? Chắc. Chắc tôi đi coi giùm cho nha. Dạ. Thề đi. Thề em thề. Ông mà có người khác tôi cạo đầu ông á nha. Coi bên kia có trẻ không? Làm gì em chớp mắt với anh dữ vậy? Em chớp không chừng anh chọn à. Sao anh thấy sao? Thì giống người mẫu không? Ở bên đây cũng có trẻ, mà trẻ mấy? Mấy trẻ lên tới đây nè. Nãy giờ tôi tưởng đâu kính cổng cao tường lắm, đâu có đâu. Nguyên hàng rào để hở luôn. Hấp dẫn lắm. Dạ. Dễ thương. Sao bạn thấy hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Bây giờ gặp nha. Nè tôi nói bạn nghe, tôi có góp ý nhỏ nhỏ nè. Bạn gặp phụ nữ bạn đừng có nhìn lên về hoài. Nói chuyện người ta cứ nhìn lên về hoài, tôi tưởng mình chảnh. Không. Phải nhìn thẳng vô mắt đàng hoàng nha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi mà. Rồi gặp. Rồi chúng ta chuẩn bị.
Rồi kéo màn lên đi. Ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. Nào xin mời. 2 phút bắt đầu. Mình tên là Lập, bạn có cảm nhận gì về mình không? Quê anh cũng hàng xóm của quê em. Em Hà Tĩnh. À Hà Tĩnh thì mình quê mình cũng ở gần đó. Tiếp đi. Thì bạn có thường về quê không? Dạ có anh ạ. Năm em về 1 hoặc 2 lần. Vô vấn đề hai đứa đi, cái gì quê hoài vậy? Thì anh Tĩnh mở quán ăn à? Thì dự định đây là đang dự định sau này sẽ làm ở quán ăn. Cũng đồng quan điểm với em đấy. Mở đi có người ăn rồi đó. Dạ. Còn 1 phút nữa. Không biết nói gì chị ơi. Không biết hỏi gì hết. Thôi đi, tiếp tục đi. Bạn thấy mình sao? Trời ơi. Gì vậy trời? Làm gì sao vậy? Bạn giờ sao tâm lý sao? Ổn không? Nhìn lên không nhìn, giờ nhìn xuống rồi kìa. Trời. Không cho người ta nhìn lên chi, người ta nhìn xuống. Hết thời gian. Bây giờ 2 phút đã hết rồi, trao đổi xong hết rồi, nhìn ngắm nhau cũng xong hết rồi, đẹp trai đẹp gái gì cũng thấy hết rồi. Bây giờ các bạn có 3 tiếng đếm của anh Quyền Linh thôi. Đây là những khoảnh khắc hết sức là quan trọng đối với hai bạn. Những lúc hay không, những lúc. Nghĩ cho kỹ nha. Tính cho kỹ nha. 1 2 3 Trời có tặng quà đó dạ. Cái đó gì vậy bạn? Nãy giờ sao anh không phát hiện hả? Giấu không giếm đâu mà hay vậy? Dạ, cái này là tranh làm việc cát hả chị? Dạ là tranh cát hả? Dạ. À, lý do tại sao bạn tặng cái đó bạn gái? Dạ thì tại vì khi hồi xưa có đây khoảng 2 tháng thì công ty em tổ chức đi du lịch ở ngoài Phan Thiết á. Ừ. Thì em cũng dự định là mua một món quà về để đó. Sau này mình tìm được một người nào đó hợp với mình tặng cho người đó đem quà. Gì vậy? Chưa có đối tượng luôn mà chuẩn bị quà sẵn. Phải, nói chơi vậy thôi. Nói chơi chứ bữa mua tính tặng cô kia. À mà cô kia có không có được. Bỏ đi rồi. Không có thiệt tình gì hết chứ. Phải không? Không có, không có. Tôi nói chơi tôi cài thôi chứ không có đâu nha. À, lý do tại sao bạn đồng ý nhấn nút để hẹn hò? Dạ tại vì em thấy một số quan điểm của bạn thì giống ý của em cho nên là em thấy hợp cho nên là em chọn bạn. Còn em, tại sao em đồng ý chọn bạn trai kế bên? Dạ, em vẫn tiện với những người bạn trai biết nấu ăn lắm chị. À, ấn tượng với những người bạn trai biết nấu ăn. Dạ. Chỉ biết với nấu em ăn thôi là được rồi. Dạ không, với ai thấy anh ấy cũng hiền hiền. Em chỉ bắt nạt. Hiền không? Em dễ bắt nạt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nắm tay nhau để chúc mừng buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Bắt tay chứ không phải bắt tay. Bắt tay chứ không phải bắt tay. Làm gì bộ đội bắt tay. Nắm tay. Nắm vô, nắm vô. Sát được rồi. Rồi vậy bây giờ mời hai bạn chờ một tí nữa để chúng ta tham gia vòng quay may mắn để xem có nhận được những phần quà từ Toshiba hay không. Mời các bạn. Nhìn thấy những cái giây phút rất hạnh phúc của cặp đôi đầu tiên. Tôi nghĩ rằng là cặp đôi này cũng hợp nhau đấy. Dễ thương. Bây giờ cặp đôi thứ hai đang rất là hồi hộp chờ mình. Rồi, nhanh lên, không có làm mất thời gian của người ta. Chào em, mời em ngồi. Em tên là gì? Dạ em chào chị, em tên là Bùi Thị Mỹ Khanh. Hiện tại Mỹ Khanh đang làm công việc gì? Em đang làm chuyên viên tư vấn cho công ty luật. Nhân viên tư vấn luật già căng rồi nha. Em nói là cẩn thận nha anh Linh nha. Tôi sẽ mời chàng trai bên đây ra xem có cần tư vấn về luật hôn nhân gia đình hay không. Xin mời chàng trai của tôi xuất hiện nào. Trời ơi, ông đang chạy lầu hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Minh Thông. Bạn đang làm gì? Em là giáo viên. Giáo viên? Giáo viên dạy môn gì? Em đang dạy cấp 2, dạy môn vật lý. Một thầy giáo dạy vật lý, đẹp trai, rất là lịch lãm. Bên đó không biết là như thế nào. Bên đây hả, là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Có 8 mắt, có 4 mắt. Như vậy thôi, còn muốn nữa thì phải từ từ mà tìm hiểu đi chứ. À em nè, em có bạn trai chưa? Em thì có quen một người. Có một người một đó thôi hả? Hai bên thì cũng hơi có tình cảm với nhau. Tại sao lại không tiến tới nữa? Tại kiểu không hợp với chị. Em là kiểu nóng tính, nóng hơi tính, bảo thủ.
Với lại kiểu người ta thì tốt theo kiểu là quan tâm quá. Có nghĩa là quan tâm quá đến mình cũng cảm thấy bực bội, cảm thấy như không được tự do. Lúc đó mình cũng còn ham chơi. Lúc đó là bao lâu rồi? Một năm trước. Một năm trước, thế bây giờ em nghĩ em đã chững chạc chưa? Sau khi mà mình nghĩ lại thì mình thấy là mình cũng hơi quá đáng. Thế bây giờ em đến với chương trình Bạn Muốn Ngàn Hò ngày hôm nay, em mong muốn điều gì ở chương trình? Em mong muốn là quen được một người mới để có một mối quan hệ mới. Người ta rất chân thành muốn đến với chương trình để tìm được một người bạn trai. Thì bên đó... Tôi thấy bên đây khá nghiêm nghị ha. Thầy giáo mà, bạn đã có người yêu lần nào chưa? Nói về người yêu chính thức thì chưa. Giống dạng là mình đơn phương thôi. Mấy mối tình rồi? Cũng được hai. Rồi thí dụ giờ bạn yêu bạn gái bên kia, bạn có dám nói không? Chắc có lẽ... Không luôn. Để nói sao? Hả? Nói sao là chừng nào mới nói? Chừng nào cảm thấy là cái thời gian nào đó phù hợp mình sẽ nói. Tức là bạn rất là e dè, ngại ngùng đúng không? Dạ. Này tính phụ nữ chứ phải đàn ông. Đàn ông thì mạnh mẽ là chứ yêu là yêu phải yêu quyết liệt. Vậy hèn chi ế là đúng rồi. À xin hỏi, hỏi nè, yêu đơn phương vậy thú vị không? Cũng có một chút thú vị. Chẳng hạn như là nếu mà tao không yêu mình thôi. Cái gì mà có cũng được, không có thì thôi là sao trời. Người ta bên đây là người ta chân thành, ta đến với chương trình là người ta mong muốn được. Còn mà có thì cũng được, không có thì thôi ở nhà cho rồi, đến đây tìm bạn gái chi trời. Không được em, chị thấy là thấy mất điểm mà chị thấy không được rồi đó. Bây giờ chị hỏi em nè, bây giờ em đến với chương trình thì em có đặt ra cái mục tiêu cái mẫu người đàn ông của mình là như thế nào không? Em thì thích kiểu năng động. Rồi bên đây không có. Không có năng động. Rồi kiểu chín chắn. Chín chắn thì bên đây quá chín chắn. Tôn trọng và hiểu mình. Quá tôn trọng em. Em thích yêu thì yêu, em không yêu thì thôi. Bạn nghe bạn gái kia nói vậy, bạn suy nghĩ gì? Em thấy... thấy căng không? Cũng có một chút xíu căng thẳng. Chút xíu căng thẳng hả? Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là hình dạng như thế nào? Cũng đơn giản lắm, không có cầu kỳ hoa mỹ gì hết. À. Chỉ là dễ nhìn, ăn nói duyên dáng. Bây giờ mình chưa thấy duyên dáng không? Dạ, cũng có gì. Rồi sao nữa? Cao, lùn hay mập? Cao thì cũng khoảng mét 6 được rồi, không cần cao lắm. Vậy ha, có mét 6 rồi ha. Mét rưỡi được không? Ví dụ bây giờ ta có 1m50 thì sao? 1m5 luôn hả? Ừ, mời rất là yêu bạn, thậm chí 1m4 á. Thì bạn có yêu không? Chưa biết được. Ôi ông này khó quá à. Lên à. Hả? Lên khai thác với bạn trai bên đây, bạn trai bên đây lạ lắm. Bây giờ nè, điểm gì mà bạn không thích ở bạn gái? Nói nhiều quá. Đây ta tư vấn luật, ta phải nói chứ giờ sao trời. Bên kia nói hoài luôn đó. Rồi. Nói sao ta hiểu. Điểm thích nhất ở bạn gái là gì? Khi mà gặp bạn bè của em á, nói chuyện hợp lý xíu. Hợp lý? Quá vô duyên. Khó quá. Hả? Bạn có tính cách là chị thấy rất quấn. Thích á, thì thích người bạn gái là ít nói. Nhưng mà khi mà gặp bạn bè của ảnh á, thì nói chuyện sao cho có duyên một chút xíu. Mà gặp ảnh là không cần nói, gặp bạn ảnh thì nói. Rồi bây giờ em nói về ngoại hình đi. Chị qua chị coi được hay không, mà không được nữa mình chia tay sớm bất đau khổ em ơi. Em cũng không có cái chuẩn gì đâu, nhưng mà trên 1m7 thì tốt. Hả? Thì tốt. Em không có chuẩn gì đâu mà trên 1m7 thì tốt. Rồi tiếp. Dễ nhìn. Dễ nhìn là sao? Bây giờ em tháo cặp mắt kính em ra là em không nhìn thấy được là khó nhìn. Còn mang mắt kính vô là dễ nhìn. Là kiểu không có bị thiếu bộ phận nào. Bên đây thiếu 3-4 bộ phận đó. Thôi, để qua em coi con. Chờ chút xíu. Giờ dạ, tôi hỏi bạn có thiếu bộ phận nào không? Đầy đủ. Mắt có mắt, mũi có mũi, miệng có miệng, tay chân đầy đủ. Còn cái gì để ở nhà thì tôi không biết nữa. Thiếu tình yêu thôi, khiếm khuyết về tình yêu. Đây nhìn kỹ mặt cứ coi, thầy giáo nghiêm khắc quá, nghiêm nghị quá. Nãy giờ bóp nát cái tay rồi kìa. Ủa đem cặp đi đâu vậy? Xíu em đi dạo. Trời ơi trời, đi coi mặt còn kết hợp với công việc nữa. Coi như nếu mà tới đây coi mặt mà hẹn hò thì một chút đi chơi. Còn nếu mà không được là ngồi đi dạy luôn, đỡ tốn công. Tôi thấy cái kèo không hẹn hò về đi dạy luôn là thấy là cái kèo đó là bộ cao đó. Anh theo cặp đi làm nữa cưng. Coi như đến đây là đến là cho vui vậy thôi. Nếu mà chọn được thì tốt, không được thì đi dạy. À, hơi căng thẳng xíu, hãy thoải mái lên ha. Tình yêu mà cái gì nó đến nó sẽ đến. Để tôi xem trước rồi qua tôi thông báo cho. 2, 3. Chào em, rất là dễ thương. Tưởng đâu anh nãy giờ anh nghĩ bên kia khô khan lắm. Em ngày nào cũng tưới nước. Ngày nào cũng tưới nước hết. Bạn thấy ổn không? Em cũng vậy. Bạn bên kia rất là dễ thương. Thật sự tôi tưởng luật sư khô khan nhưng dễ thương lắm. Thôi bây giờ mình cho hai bên gặp nhau đi. Để ta coi là bên nào rồi tưới nước rồi gì đó. Coi sao coi được không. Bắt đầu, màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút nhìn nhau và quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. Chào thầy giáo.
Ủa trong gia đình bạn có mấy anh chị em? Thì em có 4. Ở gia đình mình thì có 2 anh em thôi. Dạ. Nhưng mà có hơi cãi lộn hơi nhiều. Dạ. Anh là anh cả hả? Ừ. Bạn là tư chi nhi tư vấn luật. Dạ đúng. Thì chắc cũng biết nhiều về luật. Thì đó là chuyên ngành của em mà. Không biết sao tư vấn. Thì mình cũng biết chút chút. Ví dụ như là luật hôn nhân gia đình thì mình biết là nam nữ trên 18 tuổi là đủ tuổi lấy. Sai rồi. Nữ là 18, dạ, nam 18. Là phải 20. Nam 20 thì là đủ tuổi rồi. Dạ. Tiếp em. Gì cho nó lãng mạn ngọt ngào xíu coi khô quá. Nói gì đi, nói gì tình yêu đi. Mình thì cũng hơi cổ hủ xíu. Tức là mình yêu một người nào đó mình yêu rất là lâu, quên rất là lâu. Chính vì vậy mà cho nên cái thời gian mà mình đến hiện tại đến bây giờ mình mới quyết định là đi đến chương trình này. Còn em, không biết bạn sao. Em sống thiên về lý trí. Tức là trong một mối quan hệ nào đó, ví dụ như là mình thấy là ok, mình với người kia không hợp mà chỉ có tiếp thì chỉ có khổ cho cả hai thôi, thì mình sẽ dừng. Nó không theo cảm xúc nhiều, thì đó cũng là một cái yếu điểm của em. Đúng rồi, hợp là lấy, không hợp thôi. Nghĩa là chia tay sớm bớt đau khổ đó. Rồi, các bạn sẽ có 3 tiếng điểm để quyết định. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn nhấn vào nút đỏ. Các bạn không đồng ý, các bạn không nhấn nút. 1 2 3 Bắt đầu. Tôi cứ tưởng là bạn sẽ không chọn anh ấy chứ sao cuối cùng bạn lại quyết định chọn. Mình cứ đi chơi xong mình thấy nếu mà hợp thì mình tiếp tục mình sâu hơn. Có vẻ hơi dễ dàng, tới gặp ai cũng đi chơi xong rồi còn hợp hay không nữa. Rồi vậy thầy giáo, thầy khó tính lắm mà. Sao thầy quyết định chọn bạn gái này? Nghĩ là nếu mà sau này có một người bạn cũng được, nếu mà thêm chữ bạn gái nữa thì tốt. Hy vọng rằng là hai chữ bạn gái sẽ xuất hiện không? Em hy vọng là vậy. Mong rằng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực. Mẫu người bạn trai lý tưởng mà em mong muốn là như thế nào? Em thích người biết quan tâm người khác, chín chắn một chút. Đây không có cái đó rồi. Em đừng có nghĩ em đẹp trai, em lấy cái mã đó rồi em đi dụ dỗ người ta rồi em bỏ. Nghe chưa? Bây giờ mời cặp đôi thứ hai của chúng ta bắt đầu. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Wow, dễ thương quá, dễ thương quá không các bạn? Mời em ngồi. Trời ơi, cầm cái gì đó? Dạ, cái này là bánh em chuẩn bị để có tặng bạn cùng chơi. Trời ơi, chưa thì chơi là thấy ngọt ngào, lấy bánh dụ người ta nè. Trời ơi, chắc có nhiều khuyết điểm lắm đây nè. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Huyền Nhung. Năm nay em 21 tuổi. Bên này đến với chương trình mà có đem theo bánh ngọt đó nha anh Linh nha. Tên là gì Cát Tường? Dạ, tên là Nhung. Nhung hả? Dạ. À, nghe cái tên êm ái quá nhỉ. Nhung làm gì? Trai chúng ta, mời bạn. Thấy khán giả với vỗ tay dữ dội chưa? Hôm nay có bạn của bạn đến đây cổ vũ không? Có bạn em ngồi ở dưới. Bạn tên là gì? Em tên là Ngọc Hân. Ngọc Hân con trai, tại sao lại là Ngọc? Cái đó thì là do em lấy của ba em, từ ông rồi cũng Ngọc. Thì ba em cũng Ngọc, em cũng Ngọc. Rồi, bạn Ngọc Hân, hôm nay bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, 22 tuổi. 22 tuổi bạn đang làm gì? Dạ, em đang là sinh viên năm tư của trường đại học công nghệ Hồ Chí Minh. Bạn học chuyên ngành gì? Em học về quản trị kinh doanh. Một cái sinh viên cao ráo đẹp trai thế này mà đến đây để tìm người yêu. À, em nghĩ là chắc là do là em hơi khó tính, hơi khó mở lòng nên là đến giờ cũng chưa có người yêu. Khó mở lòng là sao? Em tự kiểm điểm bản thân thì có lẽ là do em ít có quan tâm đến mọi người xung quanh. Em nghĩ vậy nên mấy bạn nữ cũng chưa muốn kết bạn với em. Nói chung là họ không thích bởi vì em không quan tâm tới họ, đúng không? Dạ. Em nghe bên kia nói không? Dạ. Bên kia em nghe như vậy, cảm xúc em thấy như thế nào? Em nghĩ là bạn chưa tìm được người thích hợp nên bạn chưa có quan tâm. Vậy em nghĩ em có thích hợp với bạn trai bên đó không? Cái này em không biết nữa. Hiện giờ em đang làm công việc gì? Dạ em đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. À, hai bên đều là sinh viên hết, rất là giống nhau. Vậy mẫu người bạn trai lý tưởng mà em mong muốn là như thế nào? Em thích người biết quan tâm người khác, sống chu đáo một chút, chín chắn một chút. Đây không có cái đó rồi. Về ngoại hình đi, em thích người bạn trai của mình như thế nào? Em thích người đó cao trên 1m7. Cao trên 1m7? Đâu có bà đây không? Đáp ứng yêu cầu. Chi vậy? Em đâu có cao lắm đâu. Mình cần người chi mà cao dữ vậy? Tại vì em cũng cao 1m6 nên bạn đó cao 1m7 thì nó mới xứng. Bên đây cao 1m8 đó, bên đây giống người mẫu lắm đó. Bạn có bao giờ làm người mẫu chưa? Cũng có một vài lần. Vài lần làm người mẫu rồi? Em chỉ là người mẫu cho một số cái sự kiện về văn hóa của Việt Pháp và một số cái sự kiện truyền thống nhưng mà áo dài. Bạn cao chính xác là 1m mấy? Dạ 1m7 thì ta. Wow, quá cao, quá cao.
Em là đủ tiêu chuẩn so với bạn nữ muốn. Và nghĩ bạn nữ bên kia đủ tiêu chuẩn với bạn không? Em thì cũng không hẳn quá quan trọng về chuyện này. Bạn thích người phụ nữ của bạn như thế nào? Em thích một cái bạn dịu dàng, có cái sự tinh tế trong cái cách suy nghĩ. Cái quan trọng là phải biết lễ phép với người lớn. Tại sao bạn phải đưa ra vấn đề lễ phép? Bởi vì ở nhà em á thì ba mẹ đã giáo dục rất là kỹ về cái chuyện đối xử với người lớn tuổi thế nào. Em cũng không thích ai mà đối xử mà không lễ phép với người lớn, cụ thể hơn là ba mẹ của em, thì em rất là không hài lòng. Tôi nghĩ rằng tất cả gia đình Việt Nam, các bậc cha làm mẹ đều giáo dục con mình lễ phép. Gia đình em có bao nhiêu người? Dạ nhà em có hai chị em. Em là lớn hay nhỏ? Dạ em là út. Ngoài công việc học xong thì em về nhà em thường hay làm gì? Em cũng hay phụ giúp mẹ với chị nấu ăn. Ngoài những lúc đó ra thì em còn làm những việc gì nữa? Em thường hay ngồi nói chuyện với lại bố mẹ, nghe nhạc, xem tivi và viết lách. Viết cái gì em? Dạ viết truyện ngắn. Ồ, viết truyện ngắn. Em đã viết được nhiều chuyện chưa? Em cũng đã từng gửi cho một số tờ báo tuổi teen để đăng lên trên báo mạng thôi. À giỏi quá. Tôi thấy bạn trai bên đây rất là tự tin các từ ơi. Vậy đúng hả? Như vậy không bạn? Nói chung là em cũng rất tự tin về bản thân của mình. Như vậy thì cho em hỏi một câu, bạn trai bên đó nếu như theo lời anh Linh nói là cao ráo đẹp trai đúng không? Rồi lại là tự tin, được giáo dục trong một gia đình nề nếp, thì tại sao tới giờ phút này mà bạn ấy vẫn ế? Nhưng thí dụ giờ bạn quan tâm một người bạn gái nào đó mà cha mẹ bạn không cho phép thì bạn có đồng ý không? Chắc không rồi. Em nghĩ là em sẽ thuyết phục gia đình, sau đó mà có vẻ tình hình không khả quan á thì có thể là không tiếp tục nữa. Vậy bạn phụ thuộc vào gia đình, ba mẹ em không yêu là không được. Ba mẹ em không thích thì sau này thí dụ mà có tiến đến hôn nhân á thì nó cái cuộc sống cũng sẽ khó khăn, nó cũng không được thoải mái. Vậy là bạn cũng lâu rồi không bản định. Thì em có nói là em sẽ thuyết phục ba mẹ mà. Thuyết phục ba mẹ không chịu. Không chịu thì bỏ, người ta đã trả lời người ta bỏ rồi mà. Trời ơi thiệt khổ ghê. Hồi nãy giờ em nghe vậy thì cảm xúc trong người em như thế nào? Nghĩ là nếu mà người con trai thực sự thương mình thì người ta sẽ có nhiều cách để có thể đến với mình. Mà giờ ta không có cách, ta trả lời. Có cách là bỏ đó. Có cách là cách bỏ thì giờ em nghĩ sao? Dạ. Em có tự tin với bản thân mình không? Dạ có. Tự tin. Dạ. Em tự tin vậy tại sao em cũng đến chương trình này, tại sao bây giờ em vẫn thế? Ra là em cũng chưa tìm được người hợp ý với mình, hiểu bản thân mình. Rồi xong, hiểu rồi, biết giờ sao hai người ế luôn rồi. Tôi thấy đây là một cái gọi là cái không thuận lợi cho bạn nhiều lắm, bởi vì bạn không quan tâm với nhiều người. Rồi bạn có yêu cách mấy đi, ba mẹ không cho cũng bỏ luôn. Phụ nữ mà nghe cái từ này mệt mỏi lắm, mà thật sự là cũng rất là lo lắng. Còn không biết bạn nữ như thế nào thì tôi chưa biết, để tôi xem mặt như thế nào nha. Chào bạn. Dạ, chào anh. Thấy đôi bên có xứng đôi không anh? Xứng đôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tính tình thì nó còn là một vấn đề rất là nan giải. Thôi thì để chị xem. Chứ chị nãy giờ chị nghe như vậy là chị thấy cũng không có vui trong lòng rồi. Mà bây giờ rủi như là quen nhau rồi, yêu nhau rồi 3 năm đã xong dẫn về nói giờ ba anh không chịu, má anh không chịu chia tay. Cuộc đời người đâu có được mấy cái 3 năm. Bình tĩnh suy nghĩ nha em, để chị coi mặt cái đã. Được gì không mà chảnh dữ. Trời ơi, đá lông nheo với em kìa anh Linh. Cười lại coi. Nhưng mà cười bằng cái môi gì vậy? Chị rất là ấn tượng về em, bởi vì em là một người đàn ông rất là tính cách. Nhưng mà nói chung á thì người phụ nữ người ta đáng thương lắm em à. Em đừng có nghĩ em đẹp trai, em lấy cái mã đó rồi em đi dụ dỗ người ta rồi em bỏ. Thấy chưa? Vậy là không được. Bực bội chứ anh, bực mình à. Anh nói thật sự nha, em phải xem lại những suy nghĩ của mình. Trò chuyện với bố mẹ, hy vọng rằng bố mẹ sẽ được xem cái chương trình này. Anh nghĩ rằng ba mẹ sẽ thay đổi ý kiến đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Nào, chuẩn bị, mic kéo lên. Hai phút, bắt đầu. Nãy giờ mình nói chuyện, bạn nghe bạn có tưởng tượng anh mình giống như vậy không? Thế là cái ấn tượng của bạn nó có tốt về mình không? Nói chung thì mình thấy cũng hơi khác so với tưởng tượng của mình chút. Nãy mình ngồi dưới mình có nghe là bạn có mang bánh ngọt nữa. Đúng rồi. Thực ra là mình rất là người rất thích ăn bánh ngọt. Tặng luôn đi nè đó. Kết hay không kết gì tặng trước đi, để ngồi đem về ăn cũng vậy. Bữa nay bạn có quà thì cho phép mình cũng có một món quà tặng bạn. Bây giờ mình không có hiện vật nhưng mà mình hát đi. Tưởng đâu có hiện kim. Cho phép mình hát một bài mà bằng tiếng Hàn luôn tặng bạn. You are my everything. 그대는 나 사랑 모든 것. 사랑해 사랑해 온 세상이
아름답게 가 뭐야. Bạn có thể dịch một bài câu trong đó. Cái bài này thì dạng như là cái người mà mình yêu á là cái tất cả của mình, họ là cái toàn bộ cuộc sống mà mình có. Thôi hết giờ rồi. Hãy nhìn nhau thật kỹ và đi đến quyết định. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò, chúng ta sẽ nhấn nút. Nếu chúng ta không nhấn nút, đồng nghĩa chúng ta không hẹn hò. Ba tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Chưa có đếm tới 3 nữa. Đến với chương trình thì mình cũng có một món quà tặng bạn, nhưng mà đường xa quá cho nên tấm nó hơi bị bể, nhưng mà tấm lòng của mình thì không có bể. Chính xác, chủ yếu là tấm lòng. Chủ yếu là tấm lòng các bạn ạ. Hỏi bạn nữ thế này, nếu tôi là bạn á, tôi đã từ chối ngay từ đầu luôn. Em cũng vậy. Tôi rất lo. Em là em từ chối rồi đó. Tại sao lý do bạn lại đồng ý? Tại vì em nghĩ là bạn cũng là một người rất là khó tính, cho nên nếu như mà bạn yêu thực sự thì bạn sẽ có thể thay đổi được cái quan điểm. Nhưng mà thấy đẹp trai quá. Dạ em thấy cũng bình thường. Em thấy thường người khó tính là khi yêu là yêu rất là sâu. Nên em nghĩ là nếu mà mình với bạn mà có sau này có tình cảm thì chắc chắn là sẽ lâu bền. Chúc hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Mà em cao 1m72 thì có nghĩa là người yêu em sẽ cao trên 1m7 thì ok. Giá cũng không tính đen lắm. Không cần đen. Rất là mọi người nói là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có một cái quy luật là bù trừ. Nhỏ thì người yêu phải cao to mập mạp để mà hỗ trợ cho mình chứ. Người yêu mà nhỏ nhỏ rõ rõ như mình thì làm ăn được cái gì. Không biết bạn sao cho tôi khoái bằng này nha. Qua coi anh. Muốn qua coi liền luôn á. Cao to dễ thương. Em cho chú à chào. Bây giờ anh hay là chú, con hay là em, một cái một thôi. Dạ em cho chú Hoàng lên. Xin chào chị Cát Tường thân thiện dễ thương. Kính chào chú Huyền Linh Lung Linh. Chú Huyền Linh Lung Linh. Em là Nguyễn Thị Bích Truyền, năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên tiếng Anh ở trường Anh ngữ Việt Mỹ. Chú Huyền Linh chào con. Nhưng Truyền là mình dạy ở lứa tuổi nào? Nói chung là tất cả các cấp độ kể cả giao tiếp. Cấp độ cao cao cỡ anh Huyền Linh em có nhận không? Em rất là sẵn sàng để mà dạy cho chú Huyền Linh. Chú Quyền Linh là thực ra là tên Huyền Linh. Đúng rồi. Nhưng mà sao nhỉ? Giọng sao mà nó ngọt. Nó dễ thương quá. Nhưng mà em thích chú Hoa Linh hơn tại vì tại vì chú Hoa Linh là người miền Trung mà chú là có nhiều đóng góp cho chương trình và các nghệ sĩ. Nhưng mà chú Huyền Linh cũng là một trong những người Huyền Linh cũng là một trong những người mà có công với có công với ai? Có công với là tất cả các cái chương trình hiện tại là đang ở trên Việt Nam đang rất là hot. Người đó ấn tượng rồi nha. Bạn nghe cái giọng nói này bạn cảm giác sao? Khá là ngọt ngào. Ngọt dễ thương đúng không? Dạ. Em thì nhà em cũng gần đủ hết rồi. Có nghĩa là bố em Thái Bình mà em Hà Tây. Em sinh ra Tây Ninh, lớn lên thành phố. Có anh là ở Vĩnh Long và thiếu miền Trung. Giờ lấy vợ Huế. Dạ cũng chắc cũng được. Cũng được hả? Huế là ngọt em, lắm. Em nói là anh ơi. Để hai bên nói chuyện đi, hai bên nói chuyện đi. Chắc cái này tí nó khỏi kéo rèm luôn anh. Rồi, nói qua luôn. Nói chuyện xíu qua bức màn nói chuyện đi. Bắt đầu 2 3. Anh sinh ra ở đâu? Bố mẹ mình là gốc Bắc nhưng mình sinh ra và lớn lên trong này. Có thể là coi là người trong này luôn. À dạ. Tiếp đi em. Tiếp đi. Dạ thôi bây giờ nhường lời cho MC ạ. Tại sao bạn chưa có bạn trai phải nhờ đến chương trình? Dạ em biết câu đó thì lúc nào lên em cũng sẽ được hỏi. Dạ. Thứ nhất là do môi trường làm việc toàn là học sinh không à. Ừ. Mà con trai thì cũng không có có. Mà thứ hai là tại vì em đi dạy cái giờ khác của người khác. Người ta gọi là cái giờ hoàng đạo quá. Thì cái giờ em ở nhà thì họ đi làm. Còn cuối tuần em đi làm thì họ ở nhà. Cho nên hai người, hai thái cực không bao giờ gặp nhau. Dạ
Mà học sinh lúc nào nói cô tao perfect lắm. Mọi thứ perfect. Perfect. Mà chỉ có một cái là lấy mình quá trần quá cho nên cô tao mới phèo như vậy đấy. Giờ nghe từ bữa thế. Thế đó là lý do vì sao mà em ế. Bên kia lên tiếng đi chứ đẹp dạ. Thôi là... Có trải qua mối tình nào mà sâu đậm chưa? Có phải là hồi năm cấp 2. Yêu sớm vậy? Hay là xưa không hiểu sao theo người ta cũng 4 năm được. Cấp 2 mà theo 4 năm luôn. Là quen từ lớp mấy tới lớp mấy? Dạ thì học chung năm lớp 6 chị. Quen tới lớp 9 chia tay. Quá dữ luôn. Nay gặp cặp này dữ à. Ủa đó giờ Truyền có mối tình nào chưa? Em có quen một mối tình mà anh đó nói là hứa là ra trường là đi hỏi, mà ra trường đi hỏi bạn khác. Kỳ vậy? Không, em nói thật, em lên đây là em thật sự là rất là muốn tìm được một nửa của mình. Ừ. Và muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Rất là đơn giản là giống ba em. Ba em. Ba em cao 1m72 thì có nghĩa là người yêu em sẽ cao trên 1m7 thì ok. Giá cũng không tên đen lắm. Không cần đen. Rất rất là mọi người nói là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có một cái quy luật là bù trừ. Nhỏ thì người yêu phải cao to mập mạp để mà hỗ trợ cho mình chứ. Người yêu mà nhỏ nhỏ rõ rõ như mình thì làm ăn được cái gì? Không biết bạn sao cho tôi khoái bằng này nha. Đó rồi anh. Muốn qua coi liền luôn á. Cao to dễ thương. Em cho chú ai chào. Bây giờ anh hay là chú, con hay là em, một cái một thôi. Dạ em cho chú Hoàng Linh. Con cho chú Hoàng Linh. À. Tiếp nha. Tiếp. Bạn đó là thì nói chung là có một công việc ổn định là được rồi, cũng không là cấn đo đong đếm gì. Bạn đó là nghèo hay giàu? Cô này càng nói tôi thấy càng lạ. À, em thích người đó là phải trung thủy, không lăng nhăng, không ga lăng. Không thích ga lăng? Đúng rồi ạ. Ga lăng vừa thôi, ga lăng nhiều quá thì đi theo người khác mất. Còn không thích thì mình nghĩ là... nói rồi. Rồi bạn Nam. Ngoại hình thì chỉ cần vừa người, đừng có gầy quá nhìn không có sức sống. Tính cách thì là vui vẻ hòa đồng. Bạn kia quá vui à. Rồi biết nước công da trắng một tí xíu cũng được. Không thích là những người bạn mà thô lỗ, có hình xăm, tóc màu quá sáng. Đầy gái Huế mà làm gì có nhuộm tóc rồi xăm mình. Trời ơi làm gì có, yên tâm. Có không chị? Không. Chị kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra cái ngoại thất thôi. Nhiều người nói là bên ngoài quần áo tà tơi nhưng bên trong là nội thất phủ phê đầy đủ nó nên là bây giờ bạn em có không thích cái điểm gì với người đàn ông không nè, qua coi nè. Em không thích là đâu hỏi lóng nhiều gì vậy. Thôi đụng chạm rồi còn ngoài ra được hết phải không? Đơn giản. Trời sao đầu không có tóc? Có nhưng mà nó hơi thưa tí xíu thôi. Chỗ không lông. Chỗ không chỗ có. Không có. Thật sự bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng có một tí gì đó gọi là có vốn. Có vốn. Dạ. Lấy vợ về mình sợ ở đâu? Nếu được thì về làm dâu nhà em. Trong nhà đông người không? Chỉ có hai chị em thì lập gia đình rồi. Trời ơi, hai hộ rồi mất công lắm. Không sao, nhà rộng chị. Mỗi người một phòng đâu dính dáng với nhau đâu. Đủ là làm những gì mà bên kia không biết. Là làm gì? Làm gì bên kia không biết? Cái đó từ từ chị sẽ biết. Vậy ví dụ như bây giờ yêu nhau nào quyết định lấy nè, mà giờ cô này cô muốn ra riêng thì có ra riêng được không? Có thể là được. Có thể được, vậy được rồi, có tiềm năng. Đồ như hai người gặp nhau quá. Làm dâu không? Răng được à? Răng được. Gãi Huệ má, truyền nhỏ. Bạn trai có đi chung với người thân không? Dạ có anh. Dạ bạn em. Rồi rồi chào bạn. Bạn đánh giá cô gái ngồi trước mặt bạn như thế nào? Cũng dễ thương, cũng hiền lành. Không biết sao làm sao chứ em là em rất thích rồi đó. Bạn ấy bên kia, con có đi với ai không con? Cho con hỏi ạ. Em con ạ. Em con đâu? Dạ thì em thấy anh ấy, anh cũng dễ thương mà anh cũng dễ chiều. Em nghĩ là chị mà cưới anh này về là chị cười suốt ngày luôn ấy. Cười mà rụng rúng luôn. Nhìn anh rất là hòa đồng, dễ thương, chị em rất thích anh này.
Em anh ngồi lại với em nhớ. Em thích thật không? Dạ thích. Em thích thật lên anh ngồi luôn. Thôi để hai người nói chuyện với nhau mới hay nè. Em chưa muốn nói chuyện. Hả? Em còn một tiết mục để tặng khán giả. Tại vì khán giả là đội mưa đội gió đến đây. Mà anh này muốn coi luôn sao? Dạ chưa, từ từ. Người ta nói cái gì cũng phải từ từ. Ăn cũng từ từ, đi cũng từ từ và ngủ cũng từ từ. Thì em xin gửi đến quý vị và các bạn một bài hát. Lần yên cân gát, lặng yên vườn trang. Lặng yên thơm ngát, môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn chỉ vì có nhớ người. Một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Em quên lời rồi. Quá thật là ấn tượng. Sao anh son son? Không chịu là có người khác chịu đó nha. Bái phục à. Sao? Gặp bên ấy chưa? Nếu có thời gian nhiều thì nó tiếp, mà không thì nhìn mặt nhau. Nhìn mặt nhau nữa. Kéo màn lên. Phải hỏi coi cho phép chưa mới dám kéo màn. Nói đi. Nói gì đi. Em chỉ thấy chú Huyền Linh thôi. Chú đó giống chú vậy đó. Đi chan chú vậy đó, được không? Có gì nguy hiểm đâu đâu nghe vậy anh. Lạ lắm nè. Không có gì xảy ra sau lưng em. Lè lưỡi hoài. Đó, hai người gặp đi. Chào bạn. Thì có hai tặng bạn. Trời, đứng không? Cảm ơn. Đã có gì muốn hỏi mình không? Anh hỏi trước đi. Nãy đâu lành lắm mà giờ gặp tay bất ngờ. Cho mình hỏi là bạn thích đi du lịch không? Em thích đi xem phim. Thì mục đích của mình là không biết tí nữa cái vé xem phim có được áp dụng liền không, nhưng mà mình em mua hai vé ở nhà em đi với chị em rồi. Vậy mình dùng bữa sau. Anh làm gì vậy? Em có thuốc cho anh bận viên uống trước đi. Bên này toán cặp này ghê á. Lá nhá. Không, tại vì cháu hay dạy học sinh á, mà hay cười à. Cười nhiều lắm. Chú khen á, chứ không phải là gì chơi đâu nha. Sao kêu uống thuốc? Chú uống. Phải cháu uống. Tiếp tục đi hai người. À, vừa nãy thì mình có nói về cái vấn đề làm dâu á. Thì bạn nghĩ như thế nào? Gia đình đông vui thì em rất là thích. Chắc chắn luôn, gia đình mình rất là đông. Có ăn cay không? Ăn ngày nào cũng có ở khế đó. Không ăn được cay. Em của em ăn cay không có được. Mà ở với em chập riết cũng phải ăn à. Nhập gia tùy tục mà đúng không? Cái này giống như em đi ở rã quá vậy. Nhập gia tùy tục. Không, nói chung thì thôi anh hỏi tiếp đi. Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bây giờ chúng ta suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện mà có thổn thức trái tim hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Một. Hai. Ba. Chúc mừng hai bạn. Mình nắm tay nhau một cái đi. Không, anh đâu có đòi quà đâu. Uống nhiệt vậy chứ vậy. Nắm tay cảm giác hay sao? Ấm. Tại em đang bị ổn cho nên người em nóng. Đây,
gửi tặng các bạn một cặp vé xem phim. Dạ, cảm ơn chân chân ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Vé xem phim này đi coi luôn được rồi đó. Xin cảm ơn ạ. Bạn biến nước đó để làm gì không? Dạ. Nước thảo dược để làm. Cái thơm miệng à? Thơm miệng để làm. Đi dài. Dạ, em không thích là bạn trai lùn, bụng phệ, hói đầu. Lùn, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm. Sao vậy? Lùn có lùn. Bụng phệ có phệ. Có bụng phệ. Hói đầu. Có hói đầu. Có hói đầu, chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền dễ thương nè. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Dạ em chào chị Chất Tường. Chào bạn. Chào các bạn khán giả ở dưới. Và mời bạn nữ. Dạ em tên là Hồ Thị Kiều, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Đồng Tháp. Em làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu hả? Nói hơi nhanh chút, giờ giới thiệu bạn nào đó. Dạ em tên là Phạm Minh Thiết, em đến từ Bà Rịa. Em năm nay 30 tuổi, em đang là kỹ sư cơ khí. Đang làm cho công ty xây dựng. Nhưng mà hiện giờ mình làm việc ở đâu, Bà Rịa hay thành phố? Dạ em làm việc ở Tây Ninh vậy ạ, tại vì em đi công trường. Ta nó đi hoài á, đi xây dựng cầu đường này kia nhiều bồ bịch lắm nè. Dân xây dựng bọn em vẫn có những người rất là tốt và hiền lành. Đấy, bọn em thì quan niệm cũng đi nhiều, biết nhiều và cũng đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm. Nói chung gì cũng tùy theo người ha bạn ha. Có quen nhiều không? Dạ em thì cũng quen nhiều, quen biết nhiều, nhưng mà trên phương diện là bạn bè vậy thôi. Tình yêu thì bao nhiêu? Dạ tình yêu thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà chỉ có một bạn gái, một mối tình thôi. Bao nhiêu lâu? Dạ nó kéo dài khoảng gần 3 năm. Một mối tình dài 3 năm đã chia tay. Rồi bạn gái. Kiều có thích bạn trai làm cơ khí xây dựng không? Dạ nếu mà anh làm cái ngành gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tính chung thủy của anh. Nếu mà anh trung thủy thì anh đi nhiều, nhưng mà anh vẫn nhớ tới em thì được. Mình giới thiệu về mình một chút, về mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay không thì còn tùy vào người ăn. Có tâm biết nấu là được rồi. Dạ ý là em khá nhiệt tình, với lại sống vì gia đình nhiều. Còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một chút. Nói chung mà cũng khá nóng á. Với lại tính tình hơi thất thường khi nắng khi mưa. Bạn cũng rất là dễ thương đó. Mình tại sao mình lại chưa có ai đeo đuổi trong thời điểm này hả? Dạ chắc là cũng do môi trường làm việc của em nữa. Tại vì em làm chứng từ thì tối ngày chỉ ngồi văn phòng rồi tức là cứ đối diện với máy tính với chứng từ thôi, giấy tờ thôi, chứ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Với lại em cũng ít đi chơi. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình hồi sinh viên ạ. Vậy chia tay lâu rồi? Dạ. Bao lâu? Chia tay chắc cũng 5-6 năm rồi chị. Như bạn nữ bây giờ á, là bạn muốn cái người yêu của mình như thế nào? Bạn có thể diễn tả có giống bên đây không? Dạ em muốn là cái anh đó về ngoại hình là anh phải cao một chút, khoảng 1m7. Bên đó cao nhiều? Dạ cũng gần gần đó chị. Rồi ngoài chiều cao ra gì nữa? Rồi ăn mặc thì phải gọn gàng sạch sẽ. Sạch không? Anh Linh hửi dùm nghe có mùi vậy anh Linh. Cũng được. Cũng được. Dạ về tính tình thì anh phải chững chạc. Là một người biết lo cho gia đình, với lại quan tâm người yêu. Những điểm nào bạn không thích về người bạn trai? Dạ em không thích là bạn trai lùn, bụng phệ, hói đầu. Lùn, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm. Sao vậy? Lùn có lùn. Bụng phệ có phệ. Có bụng phệ. Hói đầu. Có hói đầu. Có hói đầu, chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền dễ thương nè. Bạn muốn bạn gái là cái mẫu người như thế nào? Dạ thì em cũng không yêu cầu vì nhiều. Thì bạn gái của em thì có nét gì đấy dịu dàng, nữ tính, rồi biết lo cho gia đình. Nói chung là sống với lại cộng đồng rồi cũng hòa nhã, rồi có hiếu với ba mẹ. Vậy là được rồi. Dạ có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em không thích trưng diện, nhưng mà không biết cách làm đẹp cho chính mình. Đấy. Coi như làm đẹp mà không có đẹp hơn. Làm đẹp mà không đẹp mà còn xấu hơn nữa. Cái đó cũng bi kịch lắm.
bản thân mình thì mình thấy là mình có khuyết điểm gì không? Dạ em thì khuyết điểm thì nếu tới khuyết điểm chắc là cũng phải nhiều. Tại vì khuyết điểm của em là thứ nhất, cái điều mà quan trọng nhất là em hay quên tên cái người mà lần đầu tiên mới gặp ấy. Nãy giờ nhớ biết bên đây tên gì không? Em thì em nghe là tên Kiều. À, dạ. Cũng quên nha. Tại vì đây ấn tượng quá nên là em khó quên. Rồi, gì nữa? Với lại em thì cái khuyết điểm thì nhiều lúc mình thật thà quá là làm cho mình cái khuyết điểm. Nó vừa là sở trường nhưng mà vừa là khuyết điểm luôn. Thôi được, cơ bản là thấy được rồi đó. Mà không biết bên đây thấy được hay không chứ Tường là thấy được rồi đó. Những cái yêu cầu em đưa ra thì thấy hoàn toàn là ngược lại hết á. Thì thấy được. Không thích người lùn hói đầu. Bụng phệ nữa. Bụng phệ nữa. Dạ tại vì thấy không thích là không thích thôi anh. Người ta thì nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Thí dụ lỡ yêu gặp cái người vậy rồi sao? Dạ tới đó cô không biết nữa, chắc kêu anh đi mua thuốc mọc tóc luôn. Rồi anh bên đây dễ thương lắm nha. Đấy, chuẩn bị đi. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình dạ, không? Dạ có, em gái ạ. À, chào em. Dạ em chào cô Cát Tường và chú Yên Linh ạ. À, bình thường chị có kén lắm không mà sao chưa có bạn trai vậy? 5 năm rồi. Dạ chị rất là kén luôn. Dạ có nhiều người theo đuổi mà là chị không chịu. Ồ, có nhiều người theo đuổi lắm hả? Dạ. Nhưng theo em thì chị em chịu anh này không? Chắc là chịu. Bạn trai có đi chơi với người thân không? Dạ không anh, tại vì em cũng sắp xếp có người thân đi nhưng mà do là bận quá nên là không ai đi. Bây giờ mình sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Dạ. Thôi kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Anh tặng em bó hoa. Dạ cảm ơn anh ạ. Em có rung không? Dạ hơi rung. À thì anh nghĩ là với là một cái khán phòng như thế này thì anh cũng rung nên không phải em đâu nên bình thường. Dạ. Đi anh sẽ hỏi trước nha. Dạ. À thì em quan niệm thế nào về tình yêu và gia đình? Về tình yêu thì em nghĩ là yêu nhau là phải nghĩ tới tương lai và phải đặc biệt phải chung thủy. Còn về gia đình là mình sống là phải sống vì gia đình, quan nói chung là cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình hết, tại vì gia đình là một cái nền tảng như là một cái chỗ dựa cho mình. Em có thích mạo hiểm không? Dạ không, em sợ, em nhát lắm. Anh có thế này nha, nếu mà trong công việc anh ấy dạ. Thì anh đang có công việc cố định nhưng dạ. Đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi dạ. Và sẽ là có nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình dạ. Thì em có sẵn sàng đi theo để ủng hộ hay là cổ vũ không? Thì như anh nói thì em thấy nếu mà cái đó là một cái chí hướng của anh thì dĩ nhiên nếu mà đã yêu anh thì phải ủng hộ anh chứ. Cái đó là cũng mạo hiểm đấy. Như là có thể được mà có thể mất hết á. Dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi. À rồi. Tại vì rồi, em cũng thích rồi. Một người có chí hướng. Ừ. Như anh nói là anh làm ở Tây Ninh như vậy á. Rồi nếu mà quen nhau thì anh có thường về Sài Gòn không hay là anh làm ở Tây Ninh rồi ở đó luôn không có về? Anh thì đi theo công trình nhưng mà có việc thì anh vẫn bố trí rồi về. Thầy cảm nhận gì trong đôi mắt của nhau? Anh, có chút gì đó tình yêu chưa? Anh nói câu cuối nha. Dạ. Anh thì chắc có vẻ là anh dân công trường thì anh là một trai rất là khô khan trong tình cảm lắm. Nhưng mà nếu mà yêu em ấy dạ. Thì anh hứa là sẽ cảm ơn vun đắp cho tình yêu của mình là mãi là bền vững. Dạ. Còn bạn nữ hứa gì với bạn trai đi? Dạ thì nếu mà em với anh có yêu nhau á thì anh có đi đâu chăng nữa thì cũng phải nhớ là em ở nhà luôn sẽ chờ anh. À. Trời ơi. Hay quá. Bây giờ hát một bài gì đó tặng nhau đi. Vậy thì anh hát một khúc trong cái bài Tình Em Là Đại Dương của ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh. Dạ. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa. Mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra đây quăng quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Rồi hợp rồi đó, hai người song ca ấn tượng lắm á. Bằng nhau bằng nhau. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn.
Như vậy là chúng ta đã hẹn hò với nhau sau những giây phút trao đổi và nhìn thẳng vào mắt nhau. Nắm tay nhau. Cảm thấy thế nào? Dạ. Tay lạnh nhưng mà trong đấy ấm. Tay lạnh mà. Vậy đồng tháp đẹp đấy các bạn nha. Đồng tháp hay lắm, tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy. Đây gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn. Để tặng các bạn nước xịt thơm miệt thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Thôi anh chị. Nào nắm tay nhau đưa đi xem phim.